thì video lần này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để mà có thể tạo được một cái video giống như là cái video demo ban đầu của mình ha rồi ok đầu tiên thì bạn cần làm gì đầu tiên thì mình cần một cái hình gốc ha thì cái này là cái hình gia đình rồng nè hình này thì mình dùng mid mình vẽ nha đó cái câu lệnh mình cũng đơn giản lắm bạn nè dragon family pizza style happy rồi cái tỷ lệ khung hình 169 ha đó, thì các bạn có thể ngoài Midjourney thì bạn có thể dùng những cái công cụ khác như là uh, Leonardo rồi uh, Dolly của ChatGPT cũng được, Gemini cũng được. Đó, tùy bạn ha. Còn mình thì mình dùng cái này quen rồi, Midjourney. Đó. Bạn tạo một cái hình xong tải về. Rồi, bước tiếp theo thì bạn đem cái hình đó qua cái con AI, những cái con AI mà tạo video ha. Ví dụ như là Kling AI nè, Hai Lua nè. Sora nè đó thì ở đây là mình dùng Sora mình có gói ChatGPT Plus hoặc là ChatGPT Pro gói trả phí thì bạn được dùng Sora ha đó ở đây nè bạn vào trang Sora bạn bấm vô cộng úp cái hình nó lên đây mình up cái hình nó lên ha rồi ở đây là mình có cái tài khoản là ChatGPT uh, ChatGPT Pro nên mình có thể chọn được cái chất lượng là tới Full HD 1080 này ha. Còn nếu mà dùng ChatGPT Plus á thì được tới 720 ở đây mình chọn bài 20 cũng được rồi, rồi đây là mình chọn cho nó video là 10 giây thôi, ha, mình dùng gói Pro các bạn nên có thể chọn tới 20 giây, còn nếu mà bạn dùng gói Plus thì được khoảng 5-10 giây đó thôi, đó rồi tạo mấy cái video, cho tạo hai cái video luôn đi, ha, rồi à, bây giờ tạo chuyển động nha đó, ví dụ như là Family, Dragon, uh, Flying, Happy, Happily đó. <laughs> À, tiếng anh tiếng anh bạn có thể dùng google translate cũng được mình gõ đại thôi chứ mình cũng không kiểm tra ngữ pháp này nào rồi đó xong bạn bấm create video ha và đợi kết quả đó thì cái này nó sẽ tạo ra cho bạn là theo như những cái option mà mình đã điền á thì nó sẽ tạo một cái video tỷ lệ 169 nè à, tỷ lệ cái cái chất lượng là 720p độ dài 10 giây và nó sẽ tạo ra hai cái biến thể ha đó rồi chỉ việc đợi thôi các bạn Ờ, à, trước đó thì mình cũng có thử nè các bạn ha mình có thử nè đó có thử tạo nè đây là cái video uh, video gốc ừ không phải cái nào mà video gốc mình có thử tạo ra là mấy từ đó chơi đá banh nè đó cái hình rồng này là mình không có để cái mình không có up lên cái hình hình gốc á thì nó sẽ tạo ra cái hình rồng như vậy nó tạo ngẫu nhiên ha còn khi mà mình up cái hình hình này nè có một cái hình gốc á để mà up lên á thì nó sẽ ra chất lượng nó sẽ dựa vào cái ảnh đó và nó sẽ tạo ra cái video cho bạn ha. Đó. Đây. Rồi bạn làm xong á thì bạn tải về, ví dụ như là video này mình làm xong rồi ha. Tải về bấm tải, bấm này. Rồi có nút download này nha. Ha, download ha, đây. Đó. Nếu mà có chữ này á, tức là tải về nó sẽ có watermark, tức là cái hình hình mờ này nè. Còn cái này á là nó sẽ không có watermark luôn đó bản pro, bản pro tới 200 đô một tháng lận thì nó sẽ không có watermark rồi đó ha à, những cái video này nó sẽ không có âm thanh nữa nhé bạn ha nó không có âm thanh bạn muốn có âm thanh như cái video ban đầu demo của mình á thì bạn cần phải đem vô những phần mềm biên tập video ví dụ như là capcut, davinci resolve, premiere, final cut đó bạn biên tập bạn chèn nhạc nó vô ha rồi à, xong rồi nè nó báo là xong cái video nữa các bạn. Coi này, coi kết quả coi. Đây nó ra hai biến thể, thấy không? Rồi, coi cái bên trái thử trước ha. Đây, video 10 giây nha các bạn. Nè, thấy không? Chuyển động khá là mượt ha. Đó, đó. Thấy không? Từ nó đang chơi nè. Rồi, coi cái video bên phải coi. Ồ oh. Để không bạn làm cái này là bạn có thể nếu mà bạn làm một cái kịch bản ngon lành á, bạn có thể dùng cái này để mà làm hoạt hình nữa ha. cái này do cái câu lệnh của mình á nó chưa được chi tiết này nọ, nó nên cái video nó 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 không quá hoàn hảo. đó, nếu mà bạn tập trung đầu tư thêm thời gian công sức á thì sẽ ra được những cái video hoàn hảo hơn. rồi, ha, đó là những cái video, những cái hướng dẫn của mình để mà có thể uh, tạo được cái video hoạt hình bằng cái Sora bạn dùng Sora cũng được hoặc là dùng hai lua Kling cũng được ha đó rồi những cái công cụ AI này nếu mà bạn cần á thì bạn có thể xem dưới phần mô tả cái nào bên mình có thì mình sẽ ghi gì đó ha rồi cảm ơn các bạn đã xem video bye bye and good luck